Chúng ta sẽ đến với đội của Đắc Tân và bạn Hoàng Khuê sẽ đấu với các bạn đến từ đội miền Nam, đó là Sơn Hải và Trung Dũng. Thì hầu như là nếu như mà Thỏa nhớ không lầm thì bạn Đắc Tân là bạn ấy cũng là một trong những cái tên tuổi phải nói là cũng khá là hot năm 2013. Và Sơn Hải và Trung Dũng thì chúng ta cũng nói tới rồi, họ là đương kim vô địch năm 2013, giải Championship năm 2013 nha các bạn. Và bây giờ thì trước khi vào trận đấu thì cả hai đội họ đang xem, gọi là xem những cái châu báu lẫn nhau. Tại vì trong server đấu trường thì tất cả các account của chúng ta đều có chỉ số hầu như là ngang nhau về vật tổ, châu báu, thẻ bài. Chúng ta sẽ không được sử dụng thẻ bài, và thú cưng thì chúng ta chỉ được sử dụng 4 loại thú cưng cơ bản, đó là pet mầm xanh, đấu sĩ, kiến và gà. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ được sự hỗ trợ của một dàn châu báu siêu khủng, châu báu level 9. Và bên cạnh đó thì châu báu tấn công và châu báu hỗ trợ là châu báu level 3. Tuy nhiên thì các bạn cũng đừng nên lo lắng, tại vì trong server đấu trường thì mặc dù châu báu level 3 thôi, tuy nhiên chạy khá là nhảy, nhất là xuyên giáp và chống đào. Hầu như là trận nào cũng chạy xuyên giáp. Bây giờ thì chúng ta trước khi vào trận đấu thì chúng ta sẽ cùng xem xét về chiến thuật của cả hai đội. Ở phía bên tay phải màn hình chúng ta thì đội Sơn Hải và Trung Dũng, các bạn sử dụng hai vũ khí huyền thoại, đó chính là lưu gạch và lựu đạn. Tuy nhiên thì có một chút xíu thay đổi nhỏ nhỏ, đó chính là các bạn sử dụng lưu gạch kết hợp với bét gà và lựu đạn kết hợp với bét bằng xanh. Và đây là một cái thay đổi khá là phải nói là đáng chú ý trong hai đội Sơn Hải và Trung Dũng, vì hầu như thì tất cả các chiến thuật trong thi đấu của họ đều sử dụng bét mầm xanh kết hợp với đấu sĩ và lựu đạn kết hợp với lưu gạch. Và một lưu ý nho nhỏ với các bạn là trong tổ đội thì chúng ta sẽ không được sử dụng bét và vũ khí giống nhau. Hai đối thủ hai đồng đội chúng ta không sử dụng giống nhau, thì nếu sử dụng giống nhau thì tự hai bét mầm xanh mà sử dụng chắc mang đến Tết luôn. Thì các bạn sẽ thấy là sự hồi máu của mầm xanh thì nó rất là kinh khủng. Và đội của Đắc Tân và bạn Hoàng Khuê thì chúng ta sử dụng vẫn kết hợp giữa lựu đạn và bét mầm xanh, và lưu gạch thì kết hợp với bét đấu sĩ. Chúng ta sẽ hứa hẹn một trận đấu khá là kinh điển, bởi vì đây chỉ là những tên tuổi đã khá là quen rồi, và họ đã bắt đầu vào trận đấu rồi các bạn. Và vậy thì trận thi đấu đầu tiên là sẽ là giữa miền Trung và miền Nam. Đây là chúng ta đang thi đấu hình thức tổ đội, và lượt thi đấu thì như ngày hôm qua chúng ta có biến, trên thi đấu giữa hai nhánh thắng và thua. Bây giờ thì ngay tên đầu tiên đó là đội của Sơn Hải và Trung Dũng, tuy nhiên họ vẫn còn đang khá là bối rối trong mắt thi đấu mừng tuổi này. Mắt thi đấu mừng tuổi thì chúng ta chú ý một điều, đó chính là trong mắt này ở phía dưới thì khá là thông đảng, ở phía trên chúng ta có 4 cái lồng đèn thôi, cho nên là việc đào thì khá là lợi thế trong map thi đấu này. Và hiện tại trên màn hình chúng ta thì Sơn Hải và Trung Dũng đang đứng ở mép bên tay phải màn hình, và đây là một vị trí khá thuận lợi cho họ tung ra những pha đào. Tuy nhiên thì họ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, và cả Sơn Hải và Trung Dũng thì chúng ta vẫn biết đến hai người này với một chiến thuật, đó chính là chậm nhưng mà chắc. Thường thì vào trận đấu thì họ ít khi nắm bắt kịp trận đấu, tuy nhiên thì cỡ khoảng từ một tên đến hai tên thì họ sẽ bắt đầu phô diễn những chiến thuật của mình. Hôm nay thì hứa hẹn những trận đấu sẽ vô cùng kịch tính đấy các bạn. Và ngay từ những tên đầu tiên thì sau hai lượt bắn từ phía đội miền Trung thì Sơn Hải đã bò xuống phía dưới. Đó là một điều rất là hợp lý, tại vì đây là một map khá là mỏng, ở phía dưới các bạn chỉ cần bị đào mất cái lồng đèn thôi thì chúng ta xem như chúng ta sẽ được rơi tự do, gắn lên cái dù nó sẽ được bay tự do. Họ có thể dự đoán được là với bét gà thì chiến thuật của Sơn Hải Trung Dũng lần này sẽ như thế nào không, bởi vì bình thường thì Trung Sơn Hải sẽ ném bét tăng cái khả năng crit của mình và sẽ sau đó sẽ tung một cú bầu. Theo Thỏ thì lần này thì họ sẽ tập trung, theo Thỏ dự đoán thì họ sẽ tập trung vào một bạn đến từ đội đối phương, có thể là bạn đó sử dụng lưu gạch hoặc là sử dụng bét mầm xanh, đó là lựu đạn, tùy thuộc theo tầm bắn của bạn Trung Dũng ở phía dưới sử dụng bét gà. Và sau khi mà họ Trung Dũng tìm được một nơi thuận lợi thì sẽ boost lên skill pháo đài, và sau đó thì sẽ kết thúc một bạn đến từ đội đối phương.
Thì đó là chiến thuật mà Thọ nghĩ Sơn Hải và Trung Dũng sẽ sử dụng trong chiến thuật trong map này, và khi mà họ sử dụng loại bét như vậy. Và có vẻ như là họ đang Sơn Hải miền Nam, Sơn Hải và Chu Dũng đang tập trung vào bạn cầm lưu gạch có chỉ số phòng thủ ít hơn. Đúng rồi, tại vì lưu gạch thì mặc dù có chỉ số phòng thủ rất ít, tuy nhiên thì họ lại lại có những pha đam rất là thốn các bạn, rất là đau. Trời ơi, rít lên một phát của lưu gạch thì kinh khủng vô cùng, mà nhất là khi mà kết hợp với đam vào những pha lựu đạn thì phải nói là mặc dù lựu đạn nhưng mà cũng rất là khó chịu với những phát rít của lưu gạch. Một pha cộng hai và châu báu của Trương Dũng nó chạy lốt hai lần, vừa hấp thụ vừa miễn kháng, phải là rất nhạy luôn các bạn. Chỉ là level 9 thôi nhưng mà nhạy còn hơn level 19 của mình. Level 3, À, level 3 level 3, thôi. level 3, level 3. Mặc dù là chỉ là châu báu level 3 thôi. Cháu lên 3 mà cháu còn hơn lớp 19. Vâng, ạ, một pha bắn có lẽ là tìm cho mình một góc thích hợp của bạn Trung Dũng, của bạn Sơn Hải. Đọc lộn tên Trung Dũng với Sơn Hải rồi. Thực ra thì trong cái này mình vẫn chưa nhìn thấy được rõ chiến thuật của họ. Thì bình thường á, người bị băng nó là đối thủ cầm lưu gạch à, lưu đạn để mình tập trung đam vào đối thủ cầm lưu gạch, mà vừa rồi mấy bạn vừa băng luôn là đối thủ cầm lưu gạch, nên mình cũng chưa rõ là bạn ấy chiến Vì thuật như thế nào. ngay ban đầu họ cũng đã nói với các bạn là Trung Dũng và Sơn Hải có một lối bắn như là chậm mà chắc. Ngay vào những trận ngay tên đầu Thọ bình luận cũng cho các bạn Sơn Hải và Trung Dũng cũng cũng vài năm rồi, thì cho nên là Thọ thấy chuyên hầu như là hai bạn mới đầu vô thì khá là cập rập, nhưng mà sau đó thì họ lại có những chiến thuật rất là nhanh, thì đó là một sự nhanh nhạy cần có trong Chỉ đâu trong những thi trận chung đấu những kết trận chung kết như thế này. và đó cũng là thể hiện được cái sự đẳng cấp của bạn. Đôi khi cái tài năng bắn của bạn thì nó mình cũng ngang nhau thôi, nhưng mà ai bình tĩnh hơn, tinh thần ai giữ vững hơn vậy là sẽ là người chiến thắng. Bạn Hoàng Thuê là một bạn, nói chung là có lẽ là Thọ chưa từng nghe tên, một bạn khá mới, Thọ chưa từng nghe tên lần nào. Bạn Đắc Tân thì Thọ đã từng bình luận một vài trận cho bạn ấy, thì vẫn không nhớ được chiến thuật của bạn ấy là như thế nào. Tuy nhiên thì hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến hết tất cả những gọi là cái gọi là hay nhất. Tuy là mới là trận đầu tiên thôi nhưng mà chúng ta thấy nhịp độ trận đấu đang diễn ra cũng khá là chậm, các đối thủ vẫn đang rất dè dặt thăm dò lẫn nhau. Mà theo như mình thấy so với cả trận GCA tức là Grand Prix Asian Champion năm 2013 thì đây là lần đầu tiên mà thấy Sơn Hải Trung Dũng cách xa nhau đến như vậy. Thì bình thường họ đứng rất gần nhau để có thể bút skill hoa nở trăm lần. Tại vì đó cũng là một phần do tính chất của map là nó quá kinh khủng đi. Vinh thấy không ạ? Nhìn như là cái map này là ngày chủ nhật tuần rồi chúng ta đã có bình luận một trận ở trong map này, Trận đó và là trận tối đội giữa miền Bắc và đúng rồi, hai bạn miền Bắc thì họ tranh tranh một vé để vào trận chung kết thế giới, chơi chung chung kết toàn quốc. Có một pha xuyên giáp ạ, và đào xuyên giáp. một pha đào xuyên giáp của bạn Đắc Tân. Cho vậy trận đấu bắt đầu sẽ đẩy nhanh vào phần tăng tốc của trận đấu. Một pha băng có lẽ chắc chắn xuống là Trung Dũng rồi, tuy nhiên đã không thành công. Và nếu không thành công thì bạn Cát Tân sẽ là bạn tấn công tiếp theo, nhưng mà Trung Dũng đã dùng hoa nở trăm lần. Vâng ạ, đúng là hoa nở sẽ trăm lần. Vâng ạ các bạn, bạn Pháo Sơn đài Hải được, đã bút lên pháo pháo đài. đài rồi. Bây giờ bạn Hoàng Khuê một là sẽ bay đi chỗ khác để mất đi tầm ảnh hưởng của bét pháo đài, còn hai là phải tiêu diệt ngay bạn Sơn Hải thôi. Tại vì khi mà chúng ta đã boost lên skill pháo đài thì chúng ta sẽ tăng 500 tấn công và 500 may mắn, và đây là một chỉ số rất lớn trong Guinea phiên bản đấu trường của chúng ta. Thì vì trung bình mỗi một đội thì chúng ta sử dụng vũ khí thiên về lựu đạn, thì chúng ta cao nhất phòng thủ chúng ta chỉ đến là 2K3, 2K2 đến 2K3 thôi. Hoặc là thiên về lưu gạch thì phòng thủ cũng tấn công thường như vậy. Tuy nhiên thì cộng 500 thì đây là một cái con số khá là khủng đó các bạn. Và có vẻ pháo đài của Sơn Hải đã tác động đến tâm lý của bạn các bạn chung, các bạn lập tức là sử dụng bét là mưa thần, mặc dù máu các bạn ấy mất chi là bao nhiêu mà lập tức là hỗ trợ rồi, có một sự ảnh hưởng tâm lý Và không họ thể bắt nhẹ. đầu
chuyển sang tấn công Trung Dũng mà họ đã chuyển sang tấn công Sơn Hải. Đây là một cái gọi là một cái vâng là một 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 các Đúng bạn vừa mới chứng kiến một pha bắn chay thông thường đã đến lên 3K6 máu đó các bạn. Các bạn có thấy uy lực của Vecchia rất là kinh khủng đúng không ạ? Thì nói là cái trận chung kết tổ đội thật là hấp dẫn ngay từ trận đầu, chỉ còn một dùng một bet khác thôi mà đã trận đấu nó là hấp dẫn hơn rất là nhiều. Hiện tại bây giờ cả Đắc Tân và cả bạn Hoàng Khuê rất là khó khăn trong việc có thể đâm trúng bạn Sơn Hải vì bạn ấy đang đứng ở một vị trí rất là khó bắn. Nếu theo Vi thì Vi nghĩ thì bạn Hoàng Khuê bạn ấy nên nên bò xuống đối diện với bạn Sơn Hải vì bạn Sơn Hải thì hiện tại bây giờ bạn ấy đang quay lưng. Nhưng mà này như quay qua quay lại cũng được đúng không? Vâng ạ, vua phản kích đó các bạn. Wow. Vâng ạ, tất cả là hơn 10k máu đi bị mất đi. Kết May là không hợp có cú rít nào. đúng rồi, Một rất cú là phun may bào. không có một cú rít nào. Kết hợp giữa skill giữa kill pháo đài và kết hợp với kill kill gì bắn chỉ định ạ. Thì mỗi một tên thì các bạn sẽ được ở ngoài bắn chỉ định kill gì ta, kill gì quét gà quên rồi, tăng 10 sát thương mỗi lần và tối đa là 5 lần. Phải nói là bây giờ chỉ số Hỏa sát lực thương, mạnh, hỏa lực cao. tấn công và cũng như may mắn của bạn Sơn Hải nó rất kinh khủng. Tuy nhiên có một điều lưu ý, nếu các bạn để ý thì chỉ số phòng thủ của bạn ấy sẽ bị giảm khá Đúng là tăng. rồi. Bây giờ thì Hoàng Khuê bay có lẽ là một chiến thuật không hay cho lắm, tại vì ngay khi nãy thì Thỏ đã nói là khi mà biết rằng bên 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 đội của Trung Dũng và Sơn Hải bước pháo đài thì bạn ấy nên bay đi, thì mất đi tầm hướng ảnh hưởng của Bét Gà. Tại vì Bét Gà thì không thể nào bò được, nếu các bạn bò thì các bạn sẽ bị mất đi skill pháo đài ngay. Đó là điều bất lợi của Bét Gà. Tuy nhiên ở vị trí Hoàng Khuê thì vẫn có một cơ hội giai đoạn đó, đó là hiện tại đang chó ngược và bạn ấy đang rất đứng gần bạn Đắc Tân, và bạn ấy thấy là hoa nở trăm lần cũng với mưa thần hồi máu liên tục gần 5.000 máu. Thấy như vậy thì cũng không hay lắm, tại vì các bạn ban đầu là đang ở thế chủ động, sau đó thì các bạn lại bị ảnh hưởng của vết gà, các bạn lại chuyển từ thế chủ động sang thế là các bạn phải ôm nhau hồi máu, như vậy thì rất là khó khăn cho cả hai bạn Đắc Tân và Hoàng Khuê. Nhưng mà có một chút xíu gì đó thì mình vẫn thấy có một cái âm mưu nguy hiểm có thể xảy ra, đó là bạn Hoàng Khuê đang đứng bên tay phải, bạn cầm lựu đạn, có khi bạn nó đào xuống thì cả đám nó cùng rớt và rớt trúng pháo đài. Tuy nhiên thì có lẽ là Sơn Hải và Trung Dũng sẽ đi trước điều này, đi trước một bước rồi. Hoàng Khuê liên tục bị tấn công, bây giờ Hoàng Khuê quyết định là tung ra một cú bao hay là cú đào hay là bạn này hồi máu ở Vừa bạn này di rồi chuyển. thì Sơn Hải chỉ bắn một pha chay thông thường. Có lẽ là nếu nếu như mà Hoàng Khuê và ngay cả Đắc Tân full dam thì Sơn Hải có lẽ sẽ có được hai tên. Và đây là một điều rất là bất lợi cho các bạn đến từ đội miền Bắc. Một pha băng trong tình thế này bạn ấy Có bắn lẽ là xuyên tường, bạn ấy định băng Đắc Tân ạ. Rồi, chút chính xác ạ. bắn xuyên Có lẽ tường. đây là cơ hội cho bạn Hoàng Khuê hồi máu lại ạ. Vâng. Bây giờ thì có lẽ Sơn Hải các bạn vẫn rất là tự tin, các bạn bạn đã có một chiến thuật nào đó, có khi nào bạn tìm góc để băng bạn Hoàng Khuê ở vị trí này hay không? Rất hay nha các bạn. Bạn Đắc Tân đã bò xuống vị trí phía dưới, bây giờ chỉ còn một pha băng nữa thôi thì bạn Trung Dũng sẽ bị khóa chân lại ngay. Rất chính xác rồi các bạn. Nhưng Bạn mà Sơn Hải, đến tên của bạn Sơn Hải, có lẽ bạn Đắc Tân bò lên gần bạn Sơn Hải có lẽ là không hay cho lắm. vì lúc đó là bạn sẽ Bạn sẽ hứng dính đào. trọn đam của chính bản thân mình. Có lẽ vì nghĩ là bạn Đắc Tân nên bò ra một chút xíu và bút cho mình cái khiên. Nhưng mà Và nếu không bạn bạn ấy quyết định là ôm bạn Sơn Hải luôn ạ. Tức là pháo đài quá vững chắc cho nên bạn Đắc Tân quyết định. tại bạn Đắc Tân mà bò ra một tí thì có khi bạn lọt xuống dưới. Đúng rồi. Bây giờ thì bạn Trung Dũng cũng khá là bối rối, tại vì bây giờ là đồng đội của mình mang một lượng đam khá lớn, tuy nhiên phòng thủ cũng không có bao nhiêu. Và skill hoa nữa. Khi hoa nở cũng không ảnh hưởng đến được bạn Sơn Hải vì bạn Sơn Hải đang đứng ở khá xa. Bà đi đâu? Bây giờ Thỏ có thể đoán được vị trí của bạn Đắc Tân.
đây là quyết định khá khôn ngoan của bạn ấy. Tuy nhiên thì các bạn có thể hướng lên màn hình để chúng ta cùng theo dõi bạn ấy sẽ xử trí như thế nào. Có ngờ bạn ấy đã rơi vào một gốc lát đó các bạn. Bạn ấy đang đứng trên cái cọng pháo. Đúng rồi, bạn ấy đang đứng ở trên một cọng pháo. Có lẽ đây là một cái gốc mà trước đó bạn Sơn Hải đã tự đam ra. Có ngờ bây giờ bạn Hoàng Khuê và cả bạn Đắc Tân đang đứng ở đang ứng cùng nhau tại vị trí của tại vị trí này. Đây là một vị trí không hay ho cho lắm vì họ có thể dính một pha x2. Lẽ bạn Hoàng Khuê và bạn Đắc Tân nên tìm cho mình một lối khác tốt hơn. Bây giờ cả hai đang tích cho một lượng bao khá lớn. Có lẽ là họ nên tìm cơ hội để bao bạn Sơn Hải, tấn công bạn Sơn Hải như lúc này. Nhưng mà Sơn Hải thì cũng đã kịp thời để đang sử dụng mình khiên Bolo Bala. Đâu rất hấp dẫn. Các bạn có thể thấy một pha bắn chay thông thường, tuy nhiên đã mất đi một lượng đam, một lượng máu khá lớn của bạn Hoàng Khuê sử dụng wow lựu đạn. Ở vị trí này thì mình nghĩ là bạn team miền Trung rất khó mà tiếp cận bạn Trung Dũng, trong khi bạn Trung Dũng có một pha xuyên giáp đó các bạn. Một pha xuyên giáp đã mất đi 3k1 máu của bạn Sơn Hải ạ. Vâng ạ, có lẽ đây là tên kết thúc luôn bạn Hoàng Khuê. Vâng. Vẫn chưa. Vậy là vừa rồi bạn Sơn Hải chúng ta không sử dụng không sử dụng một skill mà mỗi lần mình bắn cái có con gà nó ra bắn bắn chỉ định. Đó chính là skill bắn chỉ định của bé gà. Ủa đó là bắn chỉ định sao? Yes. Như không phải hay sai bé cắn, sử dụng bé cắn. Bắn chỉ định sẽ tăng 50 hộ giáp. Và bây giờ cả Đắc Tân và Sơn Hải, cả Sơn Hải và Trung Dũng đang đứng ở vị trí khá gần nhau. Nếu như bạn Đắc Tân khéo một chút thì có thể bắn luôn cả hai bạn tại vì ảnh hưởng của skill pháo đài. Vâng là kỹ thuật siêu cao rồi các bạn. Nhưng mà đã chạy hấp thụ của Sơn Hải, đã chạy hấp thụ rất là may mắn. Rất may mắn cho bạn Sơn Hải, bạn ấy đã chạy một pha hấp thụ. Nếu như vừa rồi bạn Hoàng Khuê có thể đứng ở một vị trí đẹp hơn thì bạn ấy có thể tung ra một pha bầu, và nếu may mắn thì bạn ấy sẽ có một pha xuyên giáp. Tại vì bây giờ thì từ nãy tới giờ thì chúng ta vẫn chưa phát hiện một pha xuyên giáp nào của bạn Hoàng Khuê, mặc dù bạn Đắc Tân đã chạy một lần xuyên giáp rồi, một pha phá gốc phá lộ liễu của bạn Trung Dũng. Vậy là bạn ấy đang tìm góc để tiếp cận bạn Đắc Tân, bạn nấp dưới pháo đài. Tại vì bây giờ lượng máu của bạn Hoàng Khuê phải nói là rất là ít. Bạn ấy chỉ cần hứng chịu một lượng đam nữa thôi thì có thể bạn ấy bị lên đường bất cứ lúc nào. Vâng ạ. Bạn Trung Dũng cũng có lẽ đang tìm một góc thấp để thể giết được bạn Hoàng Khuê, vì bạn Hoàng Khuê đang ôm cho mình một lượng bao khá lớn và bạn ấy chưa chạy ra xuyên giáp lần nào. Nhưng mà đứng ở vị trí này pháo đài có vẻ như đã cản đường của bạn Trung Dũng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Nhưng đó đâu phải là vấn đề, đó không phải là vấn đề không của... phải vấn đề với Trung Dũng, không phải là vấn đề của Trung Dũng. Có phải đây là một pha full bao hay không ạ? Vâng ạ, bạn ấy vừa bắn một pha gì vậy trời? Không phải bạn ấy đâu muốn đi xuống bạn ấy muốn rơi tự do, bạn ấy muốn đi cạnh một đống pháo để mà pha bắn chay thông thường của Đắc Tân. Vâng ạ, bạn Sơn Hải đã dùng skill ném bét rồi, vâng chắc chắn đây là một pha rất may mắn cho bạn Hoàng Khuê ạ. Tại vì vừa rồi bạn Sơn Hải bắn một pha qua góc quá thấp ạ, không ảnh hưởng đến bạn Hoàng Khuê. Trời ơi, sao tôi đau tim quá vậy trời. Đúng như vậy, trận đấu này rất là kịch tính. Bạn Hoàng Khuê không rất tự do mà bạn bám vào cái vị trí. Bạn ấy đá vào vị trí quá bá đạo. Vị trí đó là bạn đã bay lên chắc cũng khó. Mà người ta bắn được bạn thì không khó luôn. Hiện tại bây giờ bạn Đắc Tân cũng đang đứng ở vị trí khá đắc địa trong Vinny vì bạn ấy đang ở phía dưới chân pháo đài. Và đây có lẽ đây là một đây là theo Vi nghĩ đây là một cái điểm rơi có tính toán trước của bạn Hoàng Khuê. Tại vì nơi đây thì ngay cả Sơn Hải và Trung Dũng cũng không thể nào đam tới được. Và bạn ấy có thời gian để có thể hồi cho mình một lượng máu cần thiết nhờ sử dụng của bếp mùng xanh. Và cả Sơn Hải và Trung Dũng cũng không thể nào tha cho bạn Hoàng Khuê được. Và các bạn có thể thấy đây là giống như là một cái trận thi đúng đẳng cấp của một trận theo tọa độ, đó là máu. Mặc dù là dịch lên dịch xuống, nửa cây máu đẹp full cây, nửa cây máu full cây, và cả hai đội đã gần như full cây.
theo thỏa đoán thì có lẽ là có rất là nhiều lời bình luận của tất cả các bạn, nhưng mà tuy nhiên các bạn chỉ cần vào trong trận thi đấu thôi, các bạn sẽ biết được sức nóng của đấu trường của chúng ta rất là lớn, và hầu như thì chỉ cần một pha đam trúng của đối phương thôi cũng làm cho chúng ta khá là bối rối trong những trận đấu như thế này. Vì vậy cho nên là tinh thần đồng đội cũng như là cái sự vững vàng trong tâm lý của tất cả các đối thủ đó là điều rất là quan trọng. Vì vậy cho nên là các bạn cũng đừng nên gọi là khích tướng các bạn đối thủ, chúng ta các đối thủ của chúng ta cũng chả quan tâm, các đối thủ đang quan tâm đối phương hơn. Và nếu các bạn mà muốn quan tâm hơn nữa, các bạn hãy vô Củ Hành TV và nhận cho mình những phần code để giảm lên sức nóng của bản thân mình. Đúng rồi, tiếp tục là những pha bắn chay của bạn Sơn Hải. Bạn ấy bắn khá dày dặc vì bạn ấy sợ mất tên của mình. Hiện tại bây giờ Trung Dũng đứng kế bên thì bạn ấy liên tục bút cho bạn Sơn Hải những lượt máu. Tuy nhiên nó cũng không thấm thắt bao nhiêu so với những lượt đam bạn Đắc Tân. Nhưng bạn Đắc Tân, vị trí này Đắc Tân cũng không dám đam mạnh. Đúng rồi. Tại vì nếu như vậy thì bạn Đắc Tân sẽ tự gây đam cho chính mình. Có lẽ bạn Đắc Tân đang tự bút cho mình một lượt bao chăng? Bạn ấy bao nãy giờ rồi mà bạn không dám bao, mình thấy như thế. Tuy nhiên thì bạn ấy đã vô tình đã bút cho bạn Trung Dũng Sơn Hải một lượt bao tương ứng. Vâng, cả bốn đối thủ đều đang tích cho mình những lượt bao rất lớn. Có vẻ là họ đang chuẩn bị cho những pha tấn công của mình. Một pha đầu xiên giáp rồi các bạn. Rất tiếc cho bạn Trung Dũng khi pha đào xiên giáp xảy ra, tuy nhiên đã không trúng đích rồi. Vẫn không trúng được cho đến bạn Hoàng Khuê. Một pha full dam của bạn Đắc Tân ạ. Pha full dam của bạn Đắc Tân. Không tuy rõ. Nhiên không biết là Sơn Hải đã có khiêng hay là do bạn Đắc Tân có khiêng. Xiên giáp. Tiếp tục một pha đào xiên giáp ạ. Vâng ạ, 2k3 máu à, một pha xiên giáp bình thường. Một pha xiên giáp cộng cộng 2 kết hợp với 3 tia bình thường, không kết hợp đam, tuy nhiên nó mất đi 2k3 máu của wow lựu đạn. Các bạn chú ý à, trong đấu trường của chúng ta là đây là wow lựu đạn giáp vàng các bạn. Vâng, và bây giờ họ cũng đang không biết là đây là thế trận gì. Cả bốn người cùng ôm nhau. Và trong cái tình thế này mà Trung Dũng đã băng tạm bộ lại để hồi máu với bạn Sơn Hải, đây là một chiến thuật cũng khá hợp lý. Nhưng mà lúc đó thì bạn Hoàng Khuê do tên của mình đã phá băng, và chắc là chắn là bạn ấy cũng dùng chiêu hoa nở. Vô tình bạn ấy cứu bạn Đắc Tân, nhưng cũng cứu luôn cả bạn Sơn Hải. Và có phải đây là một cú hích cho các bạn Đắc Tân và Sơn Hải hay không? Bây giờ thì hiện tại Sơn Hải, bạn Đắc Tân và bạn Hoàng Khuê đang đứng một cục chung với bạn Sơn Hải. Nhưng mà đó đều cũng khá là dễ hiểu, một là phải tấn công pháo đài, không mình nó nhà vô ô pháo đài luôn. Đúng rồi. Đây là hưởng sái, hưởng sái. Không à, theo thỏa nghĩ thì bây giờ là nên đào bạn Trung Dũng cũng không được. Đào được luôn. Trời ơi, sao mà cái thế gì vậy trời. Cái thế gì mà kỳ cục hà. Các bạn liên tục băng, băng để mà hồi máu cho mình. Không rõ các bạn hồi máu đầy đủ xong, có lẽ là họ ôm nhau và hồi máu hôn nhau thấm thiết ạ. Không, mà dạo này hai ngày nay Sài Gòn thì không biết ngoài Bắc thế nào, Sài Gòn thì mưa lạnh lắm, nên là phải ôm nhau. Đang có người trong vườn lượng bao tả khí hừng hực kia mà lại ôm nhau nữa chứ, trời đất ơi, tôi sung sướng làm sao. Và bạn Đắc Tân là bạn đầu tiên di chuyển. Bạn Đắc Tân và bạn Hoàng Khuê có lẽ đã tìm cho mình một hướng tốt hơn, bạn ấy đã quyết định di chuyển. Và nếu Đắc Tân như những tình thế này chắc là bạn sẽ bắn vào bạn Trung Dũng. Cũng khá là khó. Đúng rồi, bạn ấy phải thắng vào Trung Dũng thôi với bạn. Không, mà bắn bạn Trung Dũng thì cũng lượng đất của bạn ấy cũng không chê dịch bao nhiêu. Có nghĩa là cái sự ảnh hưởng của pháo đài khá là lớn. Còn bạn Trung Dũng đã tìm được vị trí của pháo đài, tự phá cho mình và tự phá cho mình để rơi xuống dưới để cho bạn Đắc Tân không có thể bắn tới được. Vâng ạ, một pha bắn chay thông thường đã mất đi 2k1 của bạn Đắc Tân. Nếu rít lên đến 3k6 ạ, rất đau. Hoàng Khuê chạy phòng ngự, Hoàng Khuê và chạy hấp thụ. Bạn Đắc Tân thì có vẻ là bạn đang gặp nguy hiểm, bởi vì bạn đang nằm trong tầm bắn của Sơn Hải, và Sơn Hải đang tích cho mình một lượt bao. Nếu tiếp theo là một cú phun bao thì chắc chắn là bạn ấy có khả năng bị loại khỏi trận đấu đầu tiên này.
tất nhiên bạn vẫn có cơ hội nhặt linh hồn, nhặt tinh linh để hỗ trợ cho đồng đội của mình, nhưng đó không phải là một ý kiến hay. Vị trí bay của bạn đắc tân không hoàn toàn là hợp lý bởi vì đất nó rất mỏng và ngay lập tức sẽ bị đào xuống. Nhưng một lần nữa thì các đối thủ lại ôm nhau do vị trí của bạn ấy đã được rơi thẳng xuống. Vị trí của bạn Trung Dũng, các bạn lại tiếp tục ôm nhau. Còn trong một tình thế này, Sơn Hải cũng đang quyết định bỏ tên của mình bởi vì gây đam lên thì... thưa các bạn, như vậy là bạn Đắc Tân đã bị loại khỏi vòng đấu đầu tiên do bị gì vậy? Rơi tự do. Trời ơi, Vinh ơi là Vinh, trong khi đó họ mới nhìn xuống cái máy xíu ngó lên cái Đắc Tân chết rồi mà không hiểu nguyên do, Vinh cũng ngơ ngác là sao. Hôm nay Vinh thấy là bạn Đắc Tân mà rơi xuống vị trí của bạn Trung Dũng, nhưng mà không ngờ rằng là cái vị trí đó nó lại hơi xuất ra có 1 mm. Người ta có là sang một ly đi một dặm giờ. À, bạn ấy rơi tự do luôn à? À vâng. Bạn ấy bay qua bên này và bị bạn Trung Dũng bắn rơi xuống. Mà bạn cứ ngỡ là sẽ được bạn ôm bạn Trung Dũng, nhưng không nhờ bạn Trung Dũng phủ phàng quá, nít vô 1 mm, bạn rớt xuống luôn. À, à tình yêu thăng hoa là như thế các bạn, đầy chắc chở trong gai. Không thể tin được. Vâng, và ở tình thế này thì bạn Đắc Tân đã bị rơi tự do và bạn đã chết. Như vậy thì bây giờ trong thế là 2-1 cho bạn Hoàng Khuê và cặp đôi Sơn Hải Trung Dũng đến từ miền Nam. Cũng khá là gay cấn. Một pha xuyên giáp khá là thấm đam. Mặc dù đang đứng gần pháo đài nhưng mà Hoàng Khuê vẫn liên tục chịu những cái pha bắn rất là đau từ pháo đài ra của Sơn Hải. Có vẻ vừa rồi là bạn Đắc Tân vừa bóp mơ tàng hình cho bạn Hoàng Khuê để cho bạn ấy tiện đường di chuyển. À, các bạn có thể thấy là trong thi đấu của chúng ta, tất cả các tuyển thủ của chúng ta đều là những cao thủ, vì vậy cho nên họ nghĩ là cái tàng hình này nó cũng chỉ ảnh hưởng một phần thôi, ảnh hưởng một phần cho các bạn ít nhất chỉ tránh được một tên thôi, chứ các bạn cũng không tránh được dài lâu. Và thường thì chúng ta nên mang băng theo. Cái mấy trường hợp vừa rồi, nếu chúng ta có một tên băng nữa, Trung Dũng, thì thế trận của chúng ta bây giờ đã khác rồi. Vâng, bây giờ chúng ta đã có thể thấy được vị trí của bạn Hoàng Khuê, và đó là cái điều mà tàng hình cũng chỉ có thể giúp các bạn lẩn trốn được một tên thôi. Mình cảm giác là tên tiếp theo sẽ là tên quyết định trận đấu, bởi vì là bây giờ sẽ là tên của Sơn Hải và Trung Dũng, và nằm ở vị trí này thì Hoàng Khuê liệu có thể làm được gì khác không? Mắt nhức răng khôn. Thấy các bạn bắn vào nhức răng. Thiệt luôn. Có một pha tức nước vỡ bờ ạ. Ôi nhầm mà bạn Sơn Hải rất nguy hiểm. Các bạn có thể thấy thì bạn Sơn Hải kết hợp giữa pháo đài, pháo đài và skill bắn chỉ định. Các bạn tăng được thêm 50 hộ giáp cho mình. Một lượng hộ giáp phải nói là khá lớn trong những thi đấu, những trận thi đấu như thế này. Vâng ạ, phần thắng đã nghiêng về các bạn đội tuyển miền Nam. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ lệnh của anh Trọng Tài Gà Bén. Và như vậy thì kết quả trận 1 là miền Nam, tổ đội miền Nam đã thắng tổ đội miền Trung. Và như vậy thì tổ đội miền Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 2. Tổ đội miền Trung tạm thời bước vào nhánh thua và chờ đợi kết quả của trận đấu thứ 2. Vâng ạ, bây giờ mời bạn Sơn Hải và Trung Dũng, chúng ta sẽ thi đấu với hai bạn Hoàng Nam và bạn